Rồi, hello, xin chào mấy anh trai ha. Chúc mấy anh trai ngày mới tràn đầy năng lượng ha. Chào mấy anh đến với kênh phụ kiện đi rừng của anh Bảy Thép ha mấy anh. Rồi bữa nay tiếp tục lên cái mẫu lụp ha. Mẫu lụp này lụp 7 chích nha anh em, lụp 7 chích ha. Lên kỹ cho anh em xem ha, 7 chích. Minox ha anh em. Nóc xịn ha, nóc 3.4 nha anh em. Này là làm bằng thủ công nha anh em. Cái đang chắc chắc nha anh em. Cái này là làm toàn bộ thủ công ha anh em. Thợ Cà Mau làm ha. Thép inox bao xét nha anh em ha, thép bự nha anh em, coi máy quạt lưới ha. Này làm là lưới siêu bền nha anh em, rồi quay kỹ lại cho anh em coi ha. Kỹ anh em, cái lưới này là làm bằng tay anh em, làm vừa ấy, không có để cho cái con mồi mình lú đầu ra nha anh em. Lú đầu ra khi mà nó giật cái bẫy nó đập xuống là đứt đầu luôn ha anh em. Em làm cái phần lưới này đang lưới nhỏ ha, siêu bền lưới nhỏ anh em, tốt lắm anh em. Rồi cái lò xo này làm thép xịn nha anh em, thép xịn nha anh em, thép bất tiện ha. Lò xo này anh em quấn bằng điện lực, quấn tay ha, quấn tay bằng điện lực, nên nó cái lò xo này cái chiều dài nó dài nha anh em, để mình xài một thời gian sau này á, mình xài một thời gian sau này như khoảng mấy năm á, nó không có nhão cái lò xo, chứ nó không có yếu ha anh em. Làm kỹ thì mỹ lắm ha, làm toàn bộ bằng tay chân nha anh em. Em dài lên cho anh em coi ha. Cho anh em coi cái cầu tử ha, cầu tử cực kỳ nhảy luôn nha anh em. Cầu tử này bước lên là chết nha anh em, cầu tử nhảy lắm nha. Số anh em báo là ok lắm ha, nhảy lắm ha. Này hàng này em bán nhiều lắm nha anh em. Cho anh em coi kỹ ha. Này đang thủ công ha. Cái lưới trong em là mà nó mạnh lắm ha. Khi mà cái bẫy nó không có lúc con mồi, nó không có lú đầu ra được cái đó anh em. Nó không có đập cái này xuống, đập xuống đứt đầu nữa ha. Kỹ lắm ha. Quay kỹ mỹ lên cho anh em coi ha. Thép inox 304 ha anh em, thép xịn ha. Bao cho anh em không xét ha anh em. Rồi sẵn em báo giá cái lụp này luôn ha anh em. Cái lụp chích này hiện tại là em bán giá là 750 nha anh em. 750 bao ship anh em ha. 750 bao ship anh em ha anh em. Cái để em đo cái đập ha, cái phần đập nó. 50 nha anh em. Bằng đập về chiều ngang 50 ha. 50 anh em. Chiều dài. Chiều dài cũng 50 luôn nha anh em. Chiều dài cũng 50 luôn ha. Cái này mình đập hai con thì chuyện bình thường ha anh em, hai ba con bình thường ha. Rồi quay kỹ lại cho anh em coi ha, cái sắt này nó cái hai cái này nó khít nhau ha anh em. Khi mà cái con bổi mình nó dính á là nó không có hở ra để rú cái đầu nó nông lên được ha anh em. Ha, nó sát ha, sát toàn bộ ha, nó không có nông lên được ha. Cái này sát nhầm cái mà nó làm nó hở quá là nó nông lên nha anh em, nông lên ha, nó nông lên được. Với lại cái lò xo em làm là lò xo vẽ bằng tay, lò xo xịn ha anh em, rồi xe xếp tiện ha, thép mua thép mắc tiền anh em, nên cái nó rất mạnh, để em test thử nó không có nung lên nổi anh em. Mới bẻ gì thôi là kêu bum bum rồi đó nè. Cái lò xo này cực kỳ ha, quan trọng là cái lò xo này anh bảo là bao cho anh em xài ha, ok ha anh em. Xo này ok, chất lượng lắm nha anh em. Còn ngoài ra em có bán cái này úp lên rất gọn nha anh em. Này lên rất gọn ha, để mình đi nó cũng không có nặng quá ha anh em, nó không có nặng quá ha. Khi mình đi mình cầm mình đi á, nó không có ấy, gọn ha anh em, nhìn gọn hơn ha, nó không có nặng quá ha, để khi mình cầm đi cả ngày trời nó đuối lắm ha anh em. Này làm vừa tầm mình cầm ha, nó không có ấy. Ngoài ra em có bán áo lụp nên anh em, áo lụp thì anh em nó có quay anh em quải thì ok lắm ha. 750 nha anh em, 750 bao ship anh em ha. Inox 304 bao xét cho anh em ha. Còn làm toàn bộ bằng tay chân nha anh em, không có làm bằng công nghệ ha. Không có làm bằng máy ha, tay ha. 750. Lò xo vẽ là xo thép xịn nha anh em, không bao giờ xét ha. Thép lò xo là không bao giờ xét ha anh em. Còn ngoài ra em có bán áo lụp nữa nha anh em.
Đây áo lụp, cái áo lụp này áo lụp không dây nha anh em, giải thun thái ha. Áo lụp không dây này em bán 60 nha anh em, dây tiền thì tốt ha, xịn ha, kéo này kéo xuống ha, có dây gút trên gút dưới nha anh em, đầy đủ ha. Rồi cái áo lụp không dây, rồi cái áo lụp dính dây liền, áo lụp dây liền này thì nó có hai quay quải gì nha anh em, hai quải ha, mới dính liền vô ha. Áo lụp dây liền này hiện bán là 80 nha anh em, 80 ha, dắt sổ rồi ok đó, kỹ lắm nha anh em, 80 ha. Rồi cái áo lụp tiếp theo, cái áo lụp cũng có hai quay quải nữa, nhưng mà hai quay này thì mình có thể tháo ra tháo vô anh em, inox xịn ha, inox xịn tháo ra tháo vô được nha anh em, thích cầm thì cầm, thích tháo tháo nha. Rồi cái áo lụp này hiện tại là em bán là 100 nha anh em, 100 ha, 100 ngàn một cái áo lụp ha. Rồi ngoài ra em có lá ngụy trang nữa nha anh em, này lá nguyên sĩ ha, một bó gì 90 lá nè, em bán 90 ngàn nha anh em, sĩ nhật ha. Rồi lá bùa con anh nè, lá bùa con anh lá nhỏ anh em, lá này bao cho anh em không bao giờ đứt ha. Rồi một bó gì 10 cái em bán là 35 ngàn nha anh em, 35 ngàn ha. Rồi ngoài ra là em có bán, em có bán móc lụp nữa ha. Cái móc lụp này thì móc này này hiện tại thì em bán là 140 nha anh em, 140 ha. Ở dưới là cái đuôi là bằng đồng thau ha, ở trên là inox ha, nóc là nóc nó có cái ngạnh này nè, ngạnh này để khi mình bán lên cây nó không có sợ gió thổi nó rớt hoặc là nó chạy chùi vậy anh em. Em có bán cái chuông nữa nha anh em, cái chuông lắc nữa nha, cái chuông lắc thì em bán 30 ngàn một cái ha, chuông lắc gắn vô lụp á anh em, này chuông lắc gì nè anh em, em lấy ra anh em ha, cho anh em coi anh nè, 30 ngàn. Rồi anh em nào có đặt hàng thì em có để số điện thoại trên màn hình đó, anh em có điện trực tiếp em hoặc là nhắn tin Zalo anh em. Rồi em có bán lưới đan nữa nha anh em, lưới đan ha, lưới này là lưới siêu bền nha anh em, lưới này đang sẵn ha, về mình up lên là xong ha anh em, mình đang lại xong ha, này đang sẵn thì em bán là 80 nha anh em, 80 ha. Rồi cái này là lưới thái anh em, chị thái ha, thái thì bán 60 nha anh em, cũng đang sẵn ha, anh em nào về cái mình báo cái ấy thì rồi lấy gửi cho anh em ha, về up lên luôn ha anh em, xong ha, cái này 60 nha anh em, 60 ha. Ngoài ra em có bán cuộn chỉ đan nữa nha anh em, cuộn chỉ đan ha, cuộn chỉ đan thì em bán là 60 đồng giá với thằng này ha anh em, cũng dây thái không, anh em nào có nhà có thời gian đó mình ngồi mình đan ha, ở mua cuộn gì thì cũng 60 bằng với này ha, cái này thì đang sẵn về mình up lên xong rồi anh em. Và anh em nào mà có đặt hàng đó em có để số điện thoại em trên màn hình đó, anh em cứ điện thẳng trực tiếp hay nhắn tin Zalo ha, em tư vấn cho anh em chơi hoặc anh gửi đồ sớm về cho anh em ha. Này toàn một cái lụp này, lụp chích anh em, lụp làm bằng tay ha, cái này về mình lấy quấn dây cái mình cầm đi thoải mái anh em, nó cũng vừa cầm chứ không có nặng quá ha, nặng quá thì em cầm cả ngày thì mới mỏi, hoặc là mua cái áo lụp mình có dây quải đó ok ha. Rồi cái lụp này là giá 750 nha anh em, bao ship anh em ha. Rồi hẹn gặp lại anh em lần sau ha, chúc mấy anh em ngày mới tràn đầy năng lượng ha anh em.